Chúng ta nói tới một số những thông tin nổi bật ngày hôm nay đi, rồi sau đó chúng ta sẽ nói tới một số những cái tài liệu liên quan tới altcoin Thì thông tin lớn ngày hôm nay đó là Crypto.com đã trở thành đơn vị tài trợ cho FIFA World Cup năm 2022 tại Qatar Và nhiều bạn nào mà không biết đó thì Qatar là một cái nước nằm ở Trung Đông các bạn thấy được đây là United Arab Emirates Uh, Qatar thì nằm ở đây và Dubai thì nằm ở đây. Uh, Qatar trên căn bản cũng đầu nước rất là giàu. Uh, các bạn thấy là xung quanh khu này không phải lúc nào cũng giàu đâu. Nhưng mà Qatar cũng như là United Arab Emirates và Dubai là những cái quốc gia mà rất là có tiền và FIFA năm 2022 đó FIFA World Cup sẽ tổ chức ở Qatar và Crypto.com đã trở thành đơn vị tài trợ chính thức. Thì đây cũng không gì là lạ đâu. Các bạn không nên thấy là Crypto.com cũng như là FTX và nhiều sàn khác đó gần đây hợp tác với rất là nhiều những cái công ty thể thao. Chúng ta thấy được là gần đây hơn đó thì chỉ riêng Crypto.com thôi đã mua lại cái quyền để mà đặt tên cho cái sân vận động ở dưới Los từ Stable Center trở thành Crypto.com Arena. Các bạn thấy được là sau đó nữa cũng nghe thông tin liên quan đến là cái Liên đoàn bóng đá ở nước Úc đó, Cũng đã hợp tác với là Crypto.com à, Với cái giá là 25 triệu đô la Sau đó thì các bạn thấy được là Crypto.com Cũng có một cái hợp đồng lán giá 100 triệu Để mà tài trợ cho à, Đua xe Formula 1 Cũng như là cái hợp đồng 10 năm đáng giá 175 triệu à, Để cho cái nơi đánh gió đài Ultimate Fighting Championship Thì lý do tại sao mà những công ty Crypto bây giờ đó là rất là thích tài trợ hay là hợp tác với những cái nơi thể thao cũng đơn giản thôi các bạn nghĩ ai là người đi xem thể thao đó chính là những người mà trẻ tuổi hơn và thị trường này các bạn nghĩ là đầu tư phần lớn là tuổi nào thì đó là cái lứa tuổi mà họ đang quan tâm đến cho nên không có gì là lạ khi mà chúng Trung lại bỏ ra một số tiền lớn nữa để có thể trở thành tài trợ chính thức của FIFA World Cup 2022 đâu nhưng mà điều thú vị hơn đó là khi mà chúng ta nhìn vào Qatar đi thì Qatar là một cái quốc gia Tuy là không có cấm Bitcoin, nhưng mà Qatar là một cái quốc gia mà không có cho ngân hàng tham gia vào những cái dịch vụ liên quan tới uh, uh, Bitcoin. Qatar nằm ở dưới này. Các bạn hiểu được là crypto và Bitcoin đó là hợp pháp ở Qatar. Nhưng mà ngân hàng thì không thể dễ dàng tham gia vào. Và đây cũng là những cái uh, lệnh tương tự như là ở Turkey và Iran. thì một điều thú vị hơn nữa đó là các bạn thấy trong danh sách đó là 195 quốc gia trên thế giới chỉ có năm quốc gia thường kiếm được là có lực cấm crypto hoàn toàn mà thôi và đó là những quốc gia như là Bangladesh hay là chúng ta nói tới những cái quốc gia như là Morocco, Egypt Algeria, đây là quốc gia mà có lệnh cấm crypto nhưng quốc gia nhỏ hơn mà thôi. Thì có nhiều bạn nói là Trung Quốc cũng cấm crypto, nhưng mà cái điều khác biệt đó là Trung Quốc không có cấm các bạn lưu trữ crypto. Trung Quốc chỉ không cho phép những sàn dây dịch hoạt động mà thôi. Trung Quốc chỉ không cho phép những cái dịch vụ như là ICO hoạt động ở Trung Quốc mà thôi. Chứ còn một người dân lưu trữ crypto và di chuyển crypto từ ví này vào ví kia là hợp pháp. Các bạn thấy là 195 quốc gia chỉ có 5 quốc gia là có lệnh cấm mà thôi. Phần còn lại là không cấm chứ đừng có nói tới là nhiều quốc gia bây giờ rất là ủng hộ như là Hoa Kỳ hiện tại. Bây giờ chúng ta chuyển qua nói tới một số những cái coin đi thì các bạn thấy được là hôm nay đã cũng có một số những cái coin có cái tiến triển tốt và trong đó đó chúng ta có một cái thông tin đó chính là cây quỹ đầu tư Rayscale đó đã đưa ra thông báo là họ sẽ có một cái quỹ đầu tư chuyên về những cái đồng trong cái lĩnh vực hợp đồng thông minh và không có tính Ethereum tại vì họ đã có một quỹ đầu tư Ethereum riêng rồi cái quỹ này có tên là Smart Contract Platform X Ethereum Fund thì cái quỹ này đó là sẽ phân bổ như thế nào thì họ nói là cái quỹ Rayscale này ra phân bổ là 24,6% là Cardano đó là cái phần trăm lớn nhất có nghĩa là quỹ này là một quỹ mà rất là tin về tương lai của Cardano kế tiếp đó là họ sẽ uh, có 24,3% là Solana 17% là Avalanche 16,2% là Polkadot 9,7% là Polygon Matic à, Còn lại là 43% là Algorand Và 41% là Stellar Luna Không có Ethereum Tại vì Ethereum họ có một quỹ riêng về Ethereum Rayscale là một trong những công ty rất tin tưởng về Bitcoin, Ethereum Và bây giờ cũng rõ hơn là họ rất có đồng tin về Cardano, Solana, Avalanche, Polkadot, Polygon, Algorand Cái thường không hiểu là Stellar Luna Nhưng mà thường nghĩ là có thể họ đang lưu trữ rất nhiều Stellar Luna từ nhiều năm rồi Cho nên họ cũng bỏ Stellar Luna vào trong này đây là cái thông tin mà tôi nghĩ là cũng dẫn đến nhiều cái đồng mà được Newton cũng có cái sự tiến triển tốt ngày hôm nay. Kế tiếp đó là chúng ta thấy nói tới Ethereum thì hôm nay Suzu, Suzu là người mà đứng đầu trong cái quỹ đầu tư ở Singapore, 3 Arrows Capital. Chia sẻ đó là hôm nay ngay trên cái trang đầu của Bloomberg Terminal đó, thì có một cái bài chia sẻ về Ethereum và nói là Ethereum đó, theo cách tính, À, như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, sau khi mà chuyển qua hệ thống Proofstack thì sẽ dẫn đến là Terium bây giờ rất là rẻ so với cái giá mà có thể đạt được và ước tính là Terium có thể là lên tới 6.128 đô cho một đồng Terium nhưng mà điều mà thường muốn chia sẻ đây ra không phải là cái bài viết này nói về giá cả của Terium mà chính là Husu thì Husu đó là một người mà nhiều bạn cũng đã biết là cũng có rất là nhiều những cái sự tranh cãi tại vì thông tin mới nhất đến từ cái công ty Tuy Aero Capitals thì đây là một cái quỹ đầu tư cũng rất là lớn ở Singapore và cái quỹ này bây giờ đã, đã tham gia vào staking uh, Ethereum 2.0 thông qua hệ thống của Lido tổng cộng họ stake là 110 triệu đô la Ethereum có nghĩa là khoảng chừng 36.401 Ethereum khi mà tham gia vào stake ở trên Lido thì có thể là nhận được một cái token đại diện đó chính là token ETH như các bạn nhìn thấy trên màn hình đó, và các bạn có thể dùng token này để mà đi yield farming ở những nơi khác thì chúng ta cũng đã nhớ đó là tuy Arrow Capsule đã mua 156.000 Ethereum tổng cộng 156.000 đồng Ethereum các bạn lấy cái giá ETH bao nhiêu nhân lên thì biết được con số này lớn đến cỡ nào tổng cộng đó là họ mua cái con số này đó là hồi tháng 12 của năm 2021 cách đây 3 tháng thì điều mà họ mua cũng không nhiều là lạ nhưng mà các bạn thấy được sau khi mua đó bây giờ họ đã không có ý định bán mà 110 triệu đô la Ethereum đã dùng để mà tham gia vào staking Ether 2.0 trên mạng lưới của Lido nhưng mà cái điều thú vị hơn đó các bạn cũng đang nhớ là Suzu cách đó không lâu các bạn đã nhớ là họ mua cái số lượng Ethereum này đó là tháng 12, tháng 11 đó cách đó chỉ có hai tuần thôi thì Husu đã nói là sẽ rời khỏi là không đầu tư Ethereum nữa Cái quỹ đầu tư 3L Capital sẽ quan tâm đến những cái đồng khác như là Solana Cái đó là ngày 20 tây tháng 11 Vừa nói là sẽ từ bỏ Ethereum không đầu tư nữa Tại vì không thích Ethereum nữa Vì tìm quá chậm, phí quá cao vân vân Những cái mà chúng ta cũng đã nghe nói tới rồi Nhưng mà hai tuần sau đó, đó thì các bạn thì được lại đem một số tiền lớn và thu mua 116.000 Ethereum cho nên đây cũng là một cái ví dụ đừng nghe gì họ nói hãy nghe gì họ làm họ nói họ không thể tự tiêu nhầm không hẳn đâu các bạn thấy được là một điều thú vị trên blockchain là ai mua gì bán gì cũng có thể là quy ra được mình gần đây thường đã chia sẻ cũng khá nhiều về Ethereum 2.0 rồi nó cũng có nhiều thông tin tốt thường cũng đã chia sẻ trong video ngày hôm qua với các bạn Nhưng mà có thêm thông tin mới hôm nay đó là cái hard fork kế tiếp của Cardano, cập nhật hard fork kế tiếp à, đã à, được lên lịch cho tháng 6 của năm nay nghĩa là 3 tháng nữa, đó chính là cái hard fork Brazil và cái half phút này ra hiểu đơn giản là để nâng cái dung lượng block của Cardano để có thể giải quyết được nhanh hơn và thêm nhiều giao dịch nữa. Năm nay đó đã, đã tăng 25% rồi nhưng mà sẽ tăng thêm nữa trong tháng 6 này. Đương nhiên điều này đó là để hỗ trợ mạng lưới tiếp tục mở rộng tại vì ngày lại càng có nhiều những dự án gây dựng trên Cardano. Thông tin kế tiếp là thông tin liên quan đến Ripple, đồng XRP. Thì đây là thông tin về cái vụ kiện mà đã bắt đầu từ tháng 12 của năm 2020. À, từ SEC Thì thông tin mới nhất bây giờ đó Là SEC muốn tiếp tục trì hoãn nữa Họ nói họ cần thêm thời gian à, Để mà thu thập thêm tài liệu Cho cái vụ kiện này Thì luật sư của bên Ripple đó đã gửi Một lá thư đến, lá thư này là gửi đến à, Cho thẩm phán Sarah Netburn, nói là không đồng ý Với việc là SEC tiếp tục trì hoãn Và hy vọng đó là Có thể là đưa ra kết luận Của cái vụ kiện này dựa theo những cái tài liệu hiện bây giờ đang có và nếu như vậy đó thì sớm nhất chúng ta có thể thấy à, thông tin đó là cuối tháng 5 có thể là nhiều bạn nói là có thể là sẽ nghe bất cứ ngày nào cái dự kiện này sẽ coi như là xong và Ripple sẽ là người thắng cuộc nhưng mà chưa hẳn đâu các bạn các bạn thấy được là bây giờ đã ước tính như thế nào đi nữa đó thì sớm nhất cũng là cuối tháng 5 có nghĩa là khoảng chừng là một tháng rưỡi nữa thì mới có thông tin nhưng mà Kết quả cuối cùng nên thì có thể phải chờ đến từ tháng 8 tới tháng 11 của năm nay mới có thông tin. Thì dù sao đi nữa nhưng mà nào mà là fan Triple đó đây cũng là cái thông tin coi như là tốt. Nhưng mà nếu nói là muốn cái kết quả đó thì chúng ta cần phải chuẩn bị tâm lý chờ đợi khoảng chừng là 6 tháng nữa thì mới có kết quả. Và thông tin cuối cùng tôi muốn chia sẻ với các bạn đó là có một cái quỷ là một 100 triệu đô la thì cái quỹ này đó là sẽ dùng để mà phát triển blockchain ở thị trường Việt Nam thì đương nhiên đây là thông tin tốt đối với thị trường Việt Nam và cái quỹ này đó à, sẽ được tài trợ bởi cái công ty có tên là AEX Thực ra thằng cũng không có rành về công ty này Nhưng mà dựa theo bài viết này của Blockworks Nó là công ty đã có mặt từ năm 2013 ngày rất là sớm luôn Năm 2013 là năm mà chúng ta thấy những cái công ty lâu đời Trong thị trường này như là sàn Coinbase đã bắt đầu hỗ trợ. Thì từ năm 2013 tới bây giờ đó. Và công ty này hỗ trợ là 300 token. Và trong nửa năm còn lại của năm 2020 này đó. Thì sẽ có những cái sự kiện thi đua. À, như là Vietnamese Blockchain Technology Competition. Hay là Hackathon ở Việt Nam. Và sẽ được tài trợ bởi đơn vị này. Và họ nói lý tại sao họ lựa trong Việt Nam. Tại vì ước tính những cái quốc gia như là Việt Nam, Indo, Thái Lan. Là những cái quốc gia mà cái số lượng người tham gia crypto rất là đông. Sự quan tâm rất lớn. Chứng đoán của họ là 41% của người Việt Nam tham gia vào đầu tư crypto. Thì con số này đối thường cũng hơi nhiều đó. 41% có nghĩa là 4 trên 10 người đã là đầu tư vào crypto rồi. Các bạn ở Việt Nam thì các bạn có thấy đây có đúng hay là không? Nhưng mà Thuận thì chưa nghe nói tới cái công ty AEX này. Nhưng mà nhìn sơ qua thì đây cũng là một cái sàn giao dịch dựa theo context và đây là tất cả những cái thông tin mà thủ mang đến cho các bạn trong video ngày hôm nay thường biết là video cũng hơi dài nhưng mà hôm nay có rất nhiều thông tin thú vị như là thường vừa chia sẻ với các bạn và một lần nữa thuận rất cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video ngày hôm nay và những mà nào mà có thú muốn tìm hiểu những cái ưu đãi như là được giảm phí giao dịch hay là nhận được bonus thì các bạn hãy bấm vào cái link bên dưới các bạn có thể nhận được những ưu đãi rất là hấp dẫn đến từ thuận capital như là các bạn có thể tham gia vào những sàn giao dịch như là sàn Bybit các bạn có thể nhận được bonus cũng như là được giảm 10% cái phí dịch tháng đầu tiên và các bạn cũng có thể tham gia vào sàn FTX được giảm 10% phí giao dịch hay là sàn Binance được giảm tới 20% cái phí giao dịch và những sàn khác như là sàn Margin FX hay là sàn SaneX và các bạn cũng có thể tìm hiểu những cái ứng dụng lending có lại nổi tiếng như là Nexo hay là BlockFi hay là các bạn có thể tìm hiểu ứng dụng crypto khoan hỗ trợ biểu đồ và phân tích dữ liệu on chain tất cả những cái bonus chi tiết sẽ nằm bên dưới cái video này các bạn bấm vào để mà tìm hiểu thêm và thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp tạm biệt các bạn